Chào cả nhà thân yêu nha. Rất vui được gặp lại cả nhà trong video hôm nay của Trúc Phương. Thì cả nhà ơi, đây là lần đầu tiên mà Phương quay một cái video vào buổi tối như thế này ở nhà Trúc Phương để mà đăng lên kênh cho cả nhà xem luôn á. Như thường thường cả nhà cũng biết đó là Phương chỉ đăng video lúc 6 giờ thôi. Thì hôm nay á, Phương có một cái tâm sự muốn chia sẻ với cả nhà. Thì cũng như là cả nhà có xem clip hôm qua của Phương á, thì Phương có giới thiệu là anh hai của Phương. Thì anh hai của Phương từ ở trên Sa Đéc á cả nhà, thì đi về đây để mà thăm Phương. Thì cũng như là có quay clip chung với Phương á, thì Phương cũng có quay để giới thiệu đến cả nhà, để cả nhà có thể xem video và ủng hộ cho anh. Thì anh vẫn còn ở đây mấy hôm nữa cả nhà, vì ở chỗ Phương đang là mùa nước Úc á, nên anh ở lại nhà của chú Úc của Phương, thì cũng gần nhà của Phương, để mà quay thêm một vài cái clip nữa thì mới trở về trên Sa Đéc. Tại vì hiện tại thì trên Sa Đéc thì cũng chưa có việc làm nữa cả nhà. Mấy ngày gần đây á, thì Phương có đăng lên trên trang cộng đồng á, là những cái quý khán giả mà gửi tiền cho Phương vào trong thẻ của Phương, nhưng mà Phương không có cách nào để mà liên lạc được á. Thì Phương muốn gửi lời cảm ơn, nên là Phương có chụp màn hình lại và đăng lên để báo với khán giả là Phương đã nhận được cái số tiền đó rồi. Tại vì Phương nghĩ như thế này, Phương có nghe nói á, là chỉ cần sai một cái chữ số ở trong cái thẻ đó thôi là tiền nó sẽ đi vào thẻ của người khác. Cho nên là Phương mới chụp màn hình lại để mà đăng lên. Trong khi đó thì có một số quý khán giả là có nói với Phương rằng là mình không có nên đưa lên như vậy. Thứ nhất là cái tài khoản của Phương sẽ bị ảnh hưởng. Cái thứ hai nữa là cái quyền riêng tư của cái chủ thẻ đôi khi là người ta không có muốn biết là người ta chuyển tiền cho mình như thế. Nên là hôm nay á, Phương khi sáng này á, là lúc 4:59 thì tức là ngày hôm nay là ngày 22 tháng 4, thì Phương có nhận được là 3 triệu. Lúc đó là Phương vẫn còn nằm trong ngùng đó cả nhà, rất là vui mừng luôn, cực kỳ vui mừng luôn cả nhà. 3 triệu sau đó là cũng như bình thường, Phương chụp lại và sau đó Phương đăng lên để gửi lời cảm ơn, mặc dù Phương chưa có được biết. Thì Phương có đăng lên như vậy thì Phương chỉ che đi cái phần nội dung, tức là cái phần mã số thẻ và cái phần mã số thẻ của cái nội dung mà người gửi muốn ghi cái gì ở phía dưới đó ra nha. Thì Phương che đi lại để tránh cái mã lộ cái mã số của người gửi ra. Thì Phương chỉ có đăng lên là cái số thẻ với lại cái số thẻ của Phương với lại là số tiền thôi. Sau đó là Phương lại suy nghĩ là quý khán giả là nói với Phương là nó sẽ ảnh hưởng như vậy đến cái người gửi như vậy, cho nên là Phương đã gỡ xuống và sau đó Phương che đi cái phần tiền. Thì hiện tại ở trên tab cộng đồng của Phương đó, cả nhà cũng thấy đó, Phương che đi cái phần tiền, Phương chỉ gửi lời cảm ơn đến cái quý khán giả đó thông qua là một cái status như vậy thôi. Thì trong cái status đó Phương có ghi là cảm ơn quý khán giả đã giúp đỡ Phương, do khán giả giấu tên nên Phương tôn trọng. Mặc dù chưa từng được nói chuyện một lần nhưng như vậy thì Phương biết ơn rất nhiều. Thì thật sự mà nói á, thì ở trong cái phần ở phía dưới á, thì không có nêu tên cả nhà, cho nên là Phương cắt cái phần dưới ra. Thì cái người chú tên là Thanh Nguyễn Đen đó có viết vô trong cái bình luận của Phương hồi 6 giờ trước, vô trong cái tấm hình đó hồi 6 giờ trước đó nha. Thì chú viết như thế này, chú viết tin nhắn cho Phương mà trong phần bình luận của video cuối cùng chú tặng cho mẹ con, cháu và anh hai mỗi người 1/3 số tiền chú gửi, chú đâu có giấu. Thì Phương lúc đó là khoảng tầm là 2 giờ mấy, 3 giờ chiều đó cả nhà. Thì lúc đó là Phương đang dựng cái clip của 6 giờ chiều nay. Thì Phương mới thấy
Sao lại có cái tin nhắn như thế này? Thì Phương lật đặt, Phương chạy qua nhà của chú, Phương gọi anh hai của Phương qua. Thì hai anh em mới coi là Phương kéo từ trên đầu video kéo dài xuống tới video cuối cùng của Phương. Tại vì video như lời chú nói, và đó cũng là video anh hai Phương xuất hiện trong đó. Thì không có cái bình luận nào hết cả nhà. Không có bình luận nào là chú nói là sẽ gửi tiền cho anh hai hay là gửi tiền cho anh hai hay là sẽ cho Phương, cho mẹ Phương như thế nào hết. Phương kiếm không có. Và Phương sợ là sai sót đi, Phương mới vào thẳng trong cái mục studio. Đây cả nhà ơi, đây này chạy hết tất cả các bình luận của Phương luôn nè. Phương xem bên đây này, chứ Phương không vào thẳng trong Phương không có vào thẳng trong cái mục của cái video gần đây nhất. Đây, Phương coi trong này trước, coi trong cái video này trước. Đây cái video này cả nhà, Phương coi trong video này trước. Sau đó là không có rồi, thì Phương tiếp tục là coi bên cái mục tổng các lượt video luôn, thì cũng không thấy luôn. Thì Phương có hỏi anh hai là anh hai có thấy bên của anh hai không? Không, bên mình cũng không có lượt bình luận nào của chú Thanh Nguyễn Đáng hết cả nhà ơi. Phương mình cũng cứ đi tìm. Đây là tất cả các lượt bình luận gần nhất của những clip mình đăng gần nhất đây nè cả nhà, cũng không có. Rồi vô tìm người đăng ký mới thì cũng không có tên của chú trong luôn. Thì thật sự mà nói thì cả nhà, thì đây là giữa hai anh em thì nó sẽ ra chuyện như vậy, nên hai anh em cố gắng là tìm cho ra. Thứ nhất đó là cho ra là chú là một cái người đã gửi tiền cho Phương. Thì nếu như thật sự chú là người gửi tiền cho Phương thì thật là vui khi mà Phương đã tìm thấy chú và tặng cái tay của Phương soạn những tin nhắn để cảm ơn chú, thì đó là một cái cảm kích rất là lớn đối với Phương. Nhưng mà cái chuyện này thật sự nó không có rõ ràng chút nào luôn cả nhà, nó không có rõ ràng. Phương tìm đủ mọi nơi luôn nhưng mà không thấy, nhưng mà chú lại nói như vậy. Sau đó chú có vào cái bình luận hôm qua nữa, cái bình luận trong video hôm qua nữa cả nhà. Đây nè, cái bình luận của anh hai Phương có bình luận và Phương có ghim lên đầu trang á. Rồi coi bên anh nó lúc kia nó có hiển thị hình như là âm 6 rồi. Để anh kiếm cây cầu không, bên anh ổng có tắt tên của anh hai của Phương vào và nói với anh hai là ổng còn bên anh hai, nhưng mà ổng đã xóa bên em rồi. Để anh bấm vô coi nó còn hiển thị hay không. Đây nè, còn hiển thị. Còn bên anh hả? À, còn hiển thị nè. Vì sao bên em không có nè? Bên anh thì còn hiển thị á. Bên em thì không còn đó. Để anh ấy. Đây là chú lúc chiều chú có bình luận vào cái bình luận mà mình bình luận bên kênh của chú Phương á, là chú có nói là sáng nay chú có gửi tiền cho bọn cháu vào tài khoản của chú Phương. Chú dặn nó đưa cháu 1 triệu đồng Việt Nam nhé. Cháu đúng là anh hai của Phương phải không? Chú thấy nó vẫn chưa đọc cái bình luận của chú trong video này. Chú nói về vụ gửi tiền và chia tiền. Dạ, em mượn. Đây cả nhà. Đây cả nhà ơi. Cả nhà xem đó. Thì quả thật là đây là một cái việc mà nó không có rõ ràng gì hết luôn cả nhà. Phương không có hề thấy, Phương thề với cả nhà một câu danh dự rằng Phương nghèo thiệt. Phương rất là quý trọng từng cái đồng tiền của mọi người làm ra cũng như bản thân Phương làm ra. Nhưng mà Phương không bao giờ làm chuyện gì mà trái với lương tâm của Phương. Phương không bao giờ làm chuyện gì mà để thẹn với lòng của mình. Hết cả nhà, thật sự là như vậy.
Nhưng mà giữa anh em của Phương á thì anh hai hiểu cho Phương thì Phương vui. Cái chuyện nó xảy ra như vậy, chú là người nói, chú là người gửi và chú là người viết tin, nhưng mà trong khi đó tin nhắn thì không có cái việc gì hết, và trong khi đó thì cái nội dung chú cũng không có ghi là như thế nào luôn. Thì đây cả nhà ơi, đây là 1 triệu mà Phương đã lấy ra từ trong cái phần 3 triệu mà Phương đã nhận được. Thì Phương sẽ giao lại cho anh hai của Phương 1 triệu này. Phương không biết là nó đúng hay là nó sai. Tại vì nếu như ngay từ lúc đầu mà Phương nhận được cái bình luận của chú rằng nó chia cho mọi người như vậy á, thì Phương đã đưa ngay từ lúc đầu rồi, chứ không phải là để đến bây giờ nữa cả nhà. Nhưng mà Phương không có nhận được. Phương hy vọng là không biết là đúng hay sai nữa, nhưng mà nếu như thật sự là cái bình luận đó của chú á thì Phương đã làm được việc này đúng. Nhưng Phương chỉ sợ là thật sự là cái người gửi tiền cho Phương á không phải là chú á, mà một người nào khác á, thì Phương chỉ hơi đau lòng chút xíu thôi, chỉ buồn chút xíu thôi cả nhà. Rồi đây Phương gửi lại cho anh. Đây là số tiền 1 triệu mà chú đã nói là gửi cho mình á, thì em gái mình đã đưa cho mình. Nhưng mà thật sự đây thì cho chú có coi cái clip này á, chú cho con gửi lời cảm ơn với chú nhiều lắm. Đối với con á thì cái số tiền 1 triệu này thật sự nó rất là quý. Nó rất là quý. Thì con đi làm thì chủ chú con đi làm, con nghèo khổ rồi con đi làm thì con cũng kiếm tiền. Nên nhận được số tiền này thì nó quý với con dữ lắm, con mừng lắm. Nhưng mà con xin lỗi chú, con không thể nhận số tiền này được. Vì có nhiều cái mà nó không có hợp lý. Như chú mà nó bình luận trước cho con á, hoặc là chú thông báo trước cho em gái con, trước lúc mà em con đã đăng cái lời cảm ơn lên đó, thì đó thật sự thì con mới biết chính xác là chú đã ủng hộ và cho anh em tụi con, thì con mới dám nhận số tiền này. Thì em nhận lại cái số tiền này giùm anh. Con gửi số tiền này, em cầm cái số tiền này lại giùm anh cái. Em cầm lại cho anh đi. Anh em thì sẵn anh nói là tiền á thì nó quý dữ lắm. Cuộc sống mà ai cũng cần tiền để mua sắm được cái này cái kia. Nhưng mà cái chữ tình, cái chữ nghĩa thì theo như anh nghĩ thì trước khi mà cái sự việc này nó rõ ràng, trước khi con xác thực được chính xác là nếu chú ủng hộ và chú chia sẻ tiền này với anh em tụi con á, thì con mới dám nhận cái số tiền này. Chứ khi mà con chưa có xác thực được chính xác, con chưa có chắc chắn cái số tiền này là của mà con thì con không có dám lấy. Nhưng con thì trước thì con cảm ơn chú, nhưng sau thì con gửi lời con xin lỗi chú. Lỡ con có nói gì sai thì chú cũng thông cảm cho con. Con chỉ có đôi lời gửi, nhắn gửi như vậy nhưng thôi, con cũng không biết nói gì sao để tốt hơn nữa. Thì cũng giống như là cả nhà cũng thấy đó, anh em của mình thì ở quê mà cả nhà, cho nên là thực sự mà nói thì để làm ra được một công việc, để kiếm ra được đồng tiền thì nó phải nói là nó trải qua nhiều sự gian nan lắm cả nhà. Nếu như mà cả nhà có những vị khán giả theo dõi clip của Phương trong suốt 1 năm qua thì cũng đã thấy cái sự cố gắng của Phương trong từng một cái video để gửi gắm cái nỗi niềm của Phương trong từng cái video đó. Nhưng mà hôm nay thì xảy ra cái sự việc này thì Phương cũng không biết phải nói làm sao nữa. Phương chỉ mong là mọi thứ có thể được rõ ràng hơn để giúp cho hai anh em mình có thể là sáng tỏ được mọi sự việc. Hôm nay thì Phương chỉ có đôi lời tâm sự với cả nhà như vậy thôi. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe cái lời tâm sự của hai anh em của mình. Đến đây thì Phương xin phép dừng video nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.